xin đừng cãi nhau, xin đừng đánh nhau, đừng đừng xé áo nhau, đừng đánh nhau, đừng tung lưng. Coi rồi nha, đi qua đưa tay mà mấy coi. Trời đất ơi, cắn lên hết luôn, kêu gan muốn bầm luôn. Bé kèn nãy dặn nó có cái kèn gì chơi mà cứ thay cắn người ta không vậy? Có kèn thiệt luôn á, không bẻ răng đó nè, không nè, có rồi, có chưa nè, cái này bẻ răng nó, đưa răng ra đây, răng nào cắn cắn chị hai, dễ răng ra hả mình ra. Hả miền gai chỉ đi, gần nào cắn hả? Tao hả miền gai, hả miền gai gần nào cắn, sao cắn người ta hoài vậy? Cắn rồi mốt răng súng rồi sao? Không có cắn gì ai nghe chưa? Chị hai chơi sao không đàng hoàng? Chị hai chơi là ăn hiếp em đúng không? Chị em chơi đúng không? Chị hai ngoại chơi ăn hiếp em rồi, có nghĩa là chị hai đang muốn cái này rồi xong con em nó cũng muốn cái này rồi xong cứ vậy vậy vậy, hôm qua đã thấy rồi. Chơi là chơi cho đàng hoàng nha chị hai, chơi mà cái kiểu như mà mình chết kỹ là bà không cho chơi nữa nghe chưa. Đến đây, xin lỗi chị hai đi, đi lên, xin lỗi chị hai đi, ngước mặt lên, đứng thẳng lên, xin lỗi chị hai, đi lên. Không mà giả cái máy cho bà Mỹ, không trả máy hai đứa không được chơi luôn à, không có phải trả cái máy, không trả cái máy nữa mà giờ xin lỗi chị hai đi, xin lỗi chị hai, ôm em. Ừ, xin lỗi em, ôm. Ôm sao mặt kỳ vậy? Ôm đàng hoàng, ôm lại ơi, ôm phải đếm 3 giây. Ôm hai đứa ôm lại đếm 3 giây nhanh lên. Ôm lại đếm 1, 2 giây thôi bỏ dẹp. Ôm. Mặt vui vẻ lên, mình thường không hết được chứ. Ôm chị hai đi, rồi chị hai ôm em, nhanh lên, ôm cái đi. Ôm lại. Ôm lại, bà bá yêu cầu ôm lại. Ôm đi, ôm chị hai đi. Rồi ôm. Rồi, chơi đi. Không khóc nữa nha, chị hai vô ngoài chơi đi, chơi cho đàng hoàng. Vâng, hại luôn à, đây tới thứ ba đi làm sao luôn.